giới huyền học nhận định tháng 8 năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, được thần tài sủng ái, ăn lên làm ra, xóa sạch nợ nần, phất lên giàu có bất ngờ. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Đại Phú Quý. Thưa quý vị, thông minh, nhạy cảm là những phẩm chất người lãnh đạo mà mệnh chủ Mậu Thìn sinh năm 1988 qua một thời gian rèn rũa mà có được. Với sức mạnh phi thường cùng các kỹ năng tuyệt vời mà họ có, người tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 hầu như có thể giải quyết mọi vấn đề mà cuộc sống gây ra cho họ. Chính vì thế, với chướng ngại vật xuất hiện cản đường tiến về phía trước của họ, trong những tháng tới, bản mệnh không những biết cách vượt qua mà ngược lại còn từng bước tận dụng biến chúng thành các nước thang giúp mình leo tới đích một cách nhanh hơn. Nhờ khả năng nhìn vào mặt tốt của vấn đề nên dường như lúc nào những người cầm tinh con mèo cũng tràn trề sức sống. Người khác nhìn vào tưởng như họ không biết mệt là gì. Thậm chí họ còn đủ khả năng trở thành con giáp gặp xui hóa may trong tháng 8 âm lịch này. Đuổi hung đón cát, bảo toàn tài chính và cụ thể các phương diện sẽ diễn biến ra sao thì xin mời mệnh chủ theo dõi tiếp mệnh giải dưới đây. Giới huyền học nhận định tháng 8 năm 2024 âm lịch, tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, được thần tài sủng ái, ăn nên làm ra, xóa sạch nợ nần, phất lên giàu có bất ngờ. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần, sự nghiệp của tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, có phần chững lại. Vận trình biến động lớn, đường tình duyên không được ổn định. Tổng thể, vận trình xuống dốc không phanh. Bản mệnh công việc bận rộn, áp lực gia tăng, lại bị đồng nghiệp chèn ép. Các cuộc tranh đấu nơi công sở khiến cho những chú rồng mệt mỏi khi phải ứng phó. Có lúc sức tàn lực kiệt, chỉ muốn từ bỏ. Con giáp này nên bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt để đấu lại với những kẻ tiểu nhân mà không làm hại tới mình. Đừng dùng tình cảm cho những việc cần đến lý trí. Con giáp này cần kiểm soát cảm xúc của mình, đừng để những áp lực của công việc khiến mình trở nên nóng nảy mà giận cá chém thớt, vô hình trung khiến cho mối quan hệ của mình trở nên tệ hại hơn gấp nhiều lần. May mắn là lục hợp mà bạn tìm được tiếng nói chung với người thân trong gia đình và họ trở thành điểm tựa cho bản mệnh trong giai đoạn khó khăn này. Cụ thể về sự nghiệp, công việc nếu không có được bước tiến nào quan trọng trong thời gian này thì con giáp tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 cũng đừng chớ vội buồn. Điều đó có nghĩa là bạn nên chậm lại. Mọi thứ không được nóng vội, nên tập trung vào việc học hỏi, cải thiện bản thân. Bạn là con giáp kiên cường, không thể thất bại cản bước đến thành công cơ mà. Hãy mạnh mẽ lên, hậu bật nâng đỡ để cho dù trong hoàn cảnh, bản mệnh vẫn có thể tìm ra cơ hội của riêng mình. Có thể cách thức thực hiện khác trước đây, đòi hỏi bạn phải tập trung, tính toán nhiều hơn, nhưng là điều đáng giá. Cố gắng trì hoãn một việc nào đó hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp. Đừng quên rằng bạn có thể chọn cách giải quyết riêng bạn. Tuy nhiên có những việc, dù bạn cố gắng cưỡng ép thì mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi. Đôi khi vì bận rộn phàn nàn về công việc nên bạn quên mất việc tận hưởng những giá trị đẹp đẽ mà bạn đang có trong đời sống. Đừng vì quá nhiều những trách nhiệm, yêu cầu mà quên rằng bạn trong ngày hôm nay chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua là đủ. Thời gian này, bạn cũng nên tìm cách giải cải thiện các mối quan hệ xã giao, giữ hòa khí với đồng nghiệp để dễ dàng hợp tác, làm việc trong tương lai. Đừng thể hiện thái độ đối đầu hay luôn cho rằng mình đúng, sẽ không ai muốn làm việc với bạn đâu. Về phương diện tài lộc, từ đầu năm tới nay, mọi thứ đang chững lại. Để con giáp tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, không dám liều lĩnh trong các thương vụ đầu tư. Vì thế mà tình hình tài chính chỉ đảm bảo thu chi đều đặn mà thôi, khó có cơ hội vượt lên hẳn. Đối với bản mệnh thì lúc này an toàn đã là tốt rồi. Nguồn thu không có gì khởi sắc nên bản mệnh phải cố gắng tiết kiệm, trở nên tiêu xài hoang phí. Nhớ phải kiểm soát việc chi tiêu gắt gao hơn nếu không muốn rỗng ví từ giữa tháng. Ảnh hưởng của tiêu hao khiến con giáp tuổi Mậu Thìn khó có thể kiểm soát được những khoản phải chi nhỏ lẻ. Tưởng là tiết kiệm được nhưng cuối cùng nhiều số tiền nhỏ cùng chi ra trong một tháng khiến bạn hao hụt đáng kể đấy. Tháng này có nhiều khoản chi như đi tụ tập bạn bè, sinh nhật, chẵn tháng con của bạn, đồng nghiệp, nên dự báo là bản mệnh phải chi ngoài dự định một khoản khá khá đấy.
Thế nên nếu có món đồ nào thực sự trì hoãn được thì nên để tháng sau mua bạn nhé. Nếu có thể, bạn nên tìm cho mình một người thầy để học hỏi thêm về cách quản lý tiền bạc. Họ sẽ cho bạn những lời khuyên đáng giá hơn cả tiền bạc. Nhưng nếu không có, thì bạn nên tự tìm hiểu qua sách vở, cũng đủ giúp bạn cải thiện khả năng sử dụng tiền đúng cách hơn đấy. Về sức khỏe, theo tử vi tháng 8 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, bạn không phải bận rộn tới mức quên mất việc chăm sóc bản thân như tháng trước, thì cũng là thời điểm mà bản mệnh nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Dù bạn nóng lòng muốn làm thêm việc này, việc kia để lấp thời gian trống, nhưng thực tế là bạn cũng cần được nghỉ ngơi và nạp năng lượng nhé. Thời gian này được xem là sạc pin để sau đó khi quay lại với công việc, năng lượng của bạn sẽ dồi dào hơn, khả năng sáng tạo sẽ có ai sánh kịp. Đôi lúc cho bản thân được hưởng cảm giác thảnh thơi khi không phải suy nghĩ tới bất cứ việc gì sẽ là cơ hội tốt để cải thiện sức khỏe tốt hơn cả thuốc bổ đấy. Không ai yêu bản thân bạn bằng chính bản thân bạn đâu, nên nhớ rằng lùi một bước để tiến hai bước. Hãy cố gắng để có một tháng mới cân bằng và ý nghĩa. Để cải thiện từng bữa ăn trong tháng 8 năm 2024 âm lịch này, bạn nên quan tâm tới màu sắc, đa dạng và tươi mới của thực phẩm. Như thế sẽ dễ dàng chọn được thực phẩm lành mạnh hơn. Ưu tiên đồ tươi mới, đúng mùa, vừa rẻ lại vừa ngon, nhiều vitamin, có lợi cho sức khỏe. Về tình duyên, đời sống gia đình của con giáp tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988, có thể có đôi chút rối loạn trong tháng này. Lúc thì hạnh phúc, lúc lại hời hợt, xa cách bạn, chẳng thể nào đoán biết được. Tuy nhiên, đừng quá căng thẳng, bởi vì ai cũng vậy, không phải lúc nào mọi thứ cũng trơn tru, thoải mái như những điều mà bạn mong đợi. Có những việc mà bạn không thể nào trốn tránh, vậy thì cách tốt nhất là đối mặt và tìm hướng xử lý mà thôi. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần của tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 trong tháng 8 âm lịch. Tuần 1, từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 7 tháng 8 âm lịch. Tử vi của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Mậu Thìn có thể hoàn toàn yên tâm kê cao gối ngủ trong tuần này. Khi cát khí rất vượng, nhiều chuyện may mắn cùng ghé thăm. Tài lộc ao ao đổ về nhà, lộc lá nhiều không kể xiết khi cả thiên tài và chính tài cùng tụ hội. Thời điểm này, người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu từ lương thưởng, còn người kinh doanh buôn bán phát đạt, lợi nhuận tăng cao. Đây cũng là điều hiển nhiên khi mà thời gian qua bạn đã làm việc hết sức mình thì tất nhiên sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Vận trình sự nghiệp cũng có nhiều khởi sắc, nhiều cơ hội bùng nổ vào thời điểm đầu tuần. Ấn quan cùng xuất hiện, trao cho bản mệnh vận may hiếm có để thể hiện năng lực của mình, giành lấy vị trí xứng đáng, cũng như tìm kiếm thêm không gian để phát triển cho tương lai. Tuần 2, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần giữa tháng 8 âm lịch cho thấy, cục diện tương hại đẩy người tuổi Mậu Thìn vào tình huống phải đối diện với nhiều khó khăn. Trong tuần, bạn thường không nhận được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người, thậm chí rơi vào cảnh bị cô lập. Khi đối diện với hoàn cảnh trên, bạn không nên cảm thấy bất mãn, oán trách người khác. Bạn nên xem lại bản thân và kế hoạch của mình, xem mọi việc liệu đã hợp lý hay chưa, vì sao mình lại bị phản đối nhiều đến như thế. Chuyện gì cũng cần có thời gian, nóng vội chẳng những không giải quyết được vấn đề mà nhiều lúc còn khiến cho mọi sự trở nên khó khăn hơn. Có lẽ sau tuần này, người tuổi Mậu Thìn sẽ thấm nhuần rất rõ điều này. Khúc mắc trong công việc giờ không còn nữa, nhờ có sự kiên nhẫn, giải thích của bạn nên mọi người không còn hiểu lầm và bắt đầu hợp tác hết mình với nhau để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tuần 3, từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8 âm lịch. Tử vi tuần 3 cho thấy, người tuổi Mậu Thìn vận trình không cát đan xen, khó có thể dự đoán được điều gì. Đầu tuần, con giáp này đón nhiều tin vui về tài lộc khi mà cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu bản mệnh lơ là cảnh giác thì có thể cuối tuần sẽ là lúc mà người tuổi Mậu Thìn phải đối mặt với họa hào tài phá lộc. Thêm nữa, do trong tuần có bạch hổ hung tinh mang theo điềm báo tai họa nên khả năng xảy ra những chuyện ngoài mong muốn là rất lớn. Bản mệnh khó tránh khỏi vận hạn này. Công việc trong tuần lúc tốt lúc xấu, nhưng nếu bản mệnh có kế hoạch gì quan trọng thì nên tiến hành sớm vào đầu tuần để đón cát khí từ chính quan. Chớ nên chậm trễ, bởi cuối tuần thương quan sẽ gây khó dễ, trục trặc không ngớt,
công việc khó bề hoàn thành đúng như dự kiến. Tuần 4, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 âm lịch. Tuổi Mậu Thìn trong tuần cuối tháng có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt, bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc của mình. Cấp trên tin tưởng và trao thêm cho bản mệnh nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, giành lấy vị trí xứng đáng thuộc về mình. Đó cũng một phần nhờ có các tinh tà phù ở bên trợ giúp. Các tinh này tạo điều kiện cho người tuổi Mậu Thìn làm những điều mình muốn một cách tốt nhất, đạt được hiệu quả cao nhất. Công việc trong tuần suôn sẻ, bản mệnh dễ dàng giành được những điều mình muốn. Tuy nhiên, đường tài lộc có phần bấp bênh, đầu tuần gặp vài chuyện hao tài phá lộc. Song may mắn là từ giữa tuần trở đi thì vận trình bắt đầu ổn định trở lại. Bản mệnh có thêm nhiều nguồn thu cho mình, có cái là từ công việc chính, cũng có cái là nhờ bản mệnh chăm chỉ làm thêm mà có được. Sau đây là cẩm nang vượng vận cho người tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 trong tháng 8 âm lịch. Khẩu quyết: nhân duyên tốt, được nhiều người để ý, hãy mở rộng lòng mình. Quý nhân là tuổi Dậu và tuổi Hợi, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đỏ. Con số may mắn là số 11, số 28, số 55 và số 76. Đặc biệt hơn cả, đại phú quý luôn đổi mới mỗi ngày để có thể giúp quý anh chị nhận được nhiều giá trị bổ ích nhất. Bởi anh chị có biết rằng, trong mỗi một con người chúng ta chỉ chiếm 3 phần bệnh, còn lại là 7 phần tinh thần. Ăn uống chỉ là một phần nhỏ, cái chính là tâm hồn ta bình an mới là chìa khóa cho một tuổi thọ dài lâu. Qua đây, chúng tôi muốn gửi tới quý anh chị đôi điều về Phật dạy. Hãy cùng nhau sống chậm lại và thanh lọc tâm hồn nhé. Đức Phật thường dạy chúng ta, những lời khen đúng lúc xuất phát từ sự chân thành càng khiến cho ta muốn cố gắng làm tốt hơn nữa những việc làm có lợi ích cho xã hội. Thế nhưng trong cuộc sống thì không phải ai cũng có ý tốt như vậy. Những lời khen tưởng như là vô hại, nhưng nó lại là cái nhân cho những quả không tốt đẹp sau này. Do đó, ta cần biết phòng ngừa chúng từ sớm sẽ tốt hơn. Lời Phật dạy, khen chớ vội mừng, bị chê cũng chớ vội buồn. Hơn nữa, qua cách Đức Phật ứng với tâm ưa thích khen ngợi đã cho ta bài học sâu sắc trong việc đối nhân xử thế hàng ngày. Từ đó ta biết rằng, trước khi ta làm bất cứ việc gì, hãy nghĩ xem nó có thực sự mang lại lợi ích gì hay không. Luôn phải tỉnh táo, sáng suốt, đừng vì một vài lời khen mà rơi vào sai lầm đáng xấu hổ. Sống trong cõi ta bà này, ai chẳng ưa thích việc mình được xem trọng và tung hô. Nhưng mối họa sau đó luôn tiềm ẩn mà không phải ai cũng nhận được. Giống như việc các ông chồng có xu hướng ngoại tình vì họ được các cô bồ khen ngợi, nịnh nọt hết lời. Họ không nhận ra cái bẫy trước mắt khiến họ có nguy cơ tan cửa nát nhà, con cái bơ vơ. Họ chỉ thấy ở hiện tại mình đang vui, đang hạnh phúc vì được thể hiện bản lĩnh đàn ông trong mắt của các cô gái ấy, nên họ cứ lao vào các mối quan hệ ngoài luồng như con thiêu thân. Sử sách đã ghi lại không biết bao nhiêu bậc vua chúa vì những lời ngon tiếng ngọt mà dẫn tới người tôi chung bị hãm hại, dân tình sống điêu liêu khổ sở vì nạn bóc lột thậm tệ của kẻ quan quyền. Vậy nên chớ vì những lời khen ngợi rồi không đủ sáng suốt để nhận ra đâu là bạn, đâu là thù. Cái tôi của chúng ta thích được vuốt ve nên chỉ muốn nghe những lời nịnh nọt và phản ứng gai gắt với những lời chê bai. Thế nhưng mật gọt chết ruồi, ta cần tỉnh táo để bình tâm, miễn nhiễm từ lời khen cho tới lời chê. Trong khi đó, việc khen hay chê chỉ hoàn toàn dựa vào ý kiến cá nhân. Thực tế, một bộ cảnh hôm nay mà bạn ưu ái chọn lựa, có người khen hết lời, ngược lại có người chê xấu không hợp thời. Thế nên đừng vịn vào lời nói của ai đó mà quá vui hay quá buồn. Lời khen tiếng chê tuy không thật, nhưng nếu ta chấp vào đó thì thành ra mình nó bị dẫn dắt. Khi thì vui mừng quá mức, lúc lại buồn sầu khổ đau. Nếu không biết bình tâm bỏ qua những lời đó thì suốt cả đời ta cứ bị liếng khen, lời chê làm rối loạn tinh thần, nên mất bình tĩnh, lạc lối, không làm chủ được bản thân. Đây cũng thường là nguyên nhân của những người nổi tiếng quá sớm cảm thấy lạc lối giữa những lời bình luận của những người hâm mộ, hoặc là lý do cốt lõi gây ra tình trạng trầm cảm của những bà mẹ sau sinh. Cho dù họ được mọi người trong gia đình chăm sóc tận tình, sống ở đời hãy học cách để bản thân đừng bị quá thu hút bởi những sự việc hào nhoáng. Thay vào đó, hãy biết ơn các việc làm tuy bình thường
nhưng có ý nghĩa thiết thực. Những đồng cảm cộng khổ thật sự của những người bên cạnh bạn. Người xưa đã có bài kệ nhắc nhở chúng ta rằng khi được khen, ai cũng vui tươi, khi bị chê, ai cũng buồn chán. Nhưng khôn vượt khỏi khen chê, thân tâm an ổn, vui tươi làm lành. Còn đối với mỗi chúng ta, cũng cần biết khen đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng sẽ kích thích mọi người có thêm động lực trong cuộc sống. Lưu ý rằng, việc khen chê không đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng sẽ làm người đó tự ái mà gây hại cho bản thân và mọi người. Do đó, đối xử chân thành, tình cảm, thành thật với gia đình, người thân, bạn bè và anh em. Dám chỉ ra những khuyết điểm của nhau để ta và người cùng sửa sai mà hoàn thiện chính mình. Nhất định tránh xa việc nịnh nọt, lợi dụng nó làm bàn đạp để đạt được mục đích, thỏa mãn sự ích kỷ của cá nhân. Vừa rồi Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình, từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.